Rồi, mến chào toàn thể quý vị anh em đang quan tâm và theo dõi kênh của Văn Trường nhé. Thì trong video này lại tiếp tục giao lưu một cây mai ghép dáng đổ anh em, dáng đổ, dáng huyền. Cây này ghép giáo Gia Lai anh em, cây này bo ghép các thứ thì khá ok, khá ổn định. Cây này mua về chỉ việc chơi thôi, làm tay tàn là mình sửa xong hết rồi nhé. Mua về chỉ việc Tết hôm nay là chỗ bông, chỗ biếc rồi ngắm mặt bông thôi anh em. Thì mưa gió thì giá thành mùa này nó cũng hơi đói, như là giao lưu nó cũng nhẹ nhàng anh em. Anh em nào hợp nhãn hợp ý thì vui lòng là liên hệ trực tiếp nhé. Bây giờ mình xin phép là đo hoành thông số rồi cho anh em tham khảo nhé. Bây giờ là mình đang quay cái tán ngoài phía ngoài xa nha anh em. Rồi cho đo tổng chiều dài của cây. Tổng chiều dài của bay hết cây là khoảng tầm cũng khá dài nha anh em. Bao nhiêu? Tổng chiều dài bay của cây là 1 mét nha anh em. Tổng chiều tàn của cây, tổng chiều cao. Đây mình đang quay rất là xa nha. Tổng chiều cao bao nhiêu? 64. Tổng chiều cao là 64, gọi 60 nha anh em. Cây đây thì toàn bộ là rồi để đo cái hoành cái nữa này. Hoành rồi tí mình quay kỹ bộ đế cho anh em tham khảo nhé. Hoành khoảng tầm là 20 anh em, 19-20. Đây, tổng nồi đế thì còn dưới rất là nhiều nhá. Đây này, chẳng qua mình trồng hơi sâu này, đây rễ nó xuống này. Bẻ đấy là to nhá, đều nhá, rễ là cũng khá ổn định nhá. Đây, tứ diện hết anh em. Tứ diện này, không thiếu một chi tiết nào nhá. Đây, đây kiểu hình thú đây. Đây cây này có ghép là hai bo giáo Gia Lai nhá. Thì phía trên này thì nó liền cũng còn một ít này anh em. Còn ít này. Bo ghép thì là to khoảng như ngón chân cái rồi. Đây. Thì cây này là mình uốn sửa theo kiểu 3D đây anh em. Lắc lượn này, tất cả tay cành, chi cành đều cong lắc lượn này. Đây nha anh em. Tất cả mọi ngóc ngách đều tay cành lắc lượn. Đây, có bẻ hai tàn đổ đây. Gọi là dáng hồi đầu anh em. Anh đứng hơi xa quay dáng cho anh em tham khảo này. Đó, thì tàn rất là rộng. Tán ngang của cây thử bao nhiêu? Rồi, tán ngang. Rồi, tổng tán ngang của cây khoảng tầm 80 anh em. Cây này cũng lớn cây rồi. Nút nụ thì cũng đã bắt đầu đóng rồi anh em. Đây, giáo cây giống giáo Gia Lai thì nó thuộc dòng bông chùm. Nó bông chùm. Một nút nụ này nó có thể rơi vào là nếu như mà cây sung như này nó có thể rơi là từ 8 cho đến 14 bông trên một nút như này nha anh em. Bông nó rất là to nha. Bông nếu mà anh em trong miền Nam thì chắc khoảng tầm 7 phân đến 8 phân. Có anh em ở trồng lên tới 8 phân rồi nha anh em. Đây, tay cành, chi cành đây, đầy đủ này. Trông thì cây dáng cũng khá ok nha. Rồi, cây này thì mình cũng xin phép giao lưu anh em là 2,5 triệu bao ship, bao phí vận chuyển anh em. Bao phí vận chuyển mọi miền Tổ quốc nha. Mình không ship chậu nha. Anh em về tới nơi thì mua cây chậu, cây này mua chậu 50. Bởi vì mình đang đặt trong cái chậu 50 anh em. Thì anh em mua chậu 50 thì đặt mới lọt nhé. Chậu 50. Bởi vì tay tàn đang lớn. Tay cảnh thì mình vẫn còn đi dây này. Nói chung là bán cái giá này thì mình theo mình thì cũng mềm. Bởi vì mua cái phôi nó đắt. Cây này thì ghép gần 2 năm rồi nhé. Bởi vì do mình uốn sửa nhiều cho nên nó chậm lớn. Ghép gần 2 năm rồi đây. Rồi, anh em nào hợp nhãn hợp ý cây này thì liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo nha anh em. Là mình bó cây gửi đi. Anh em yên tâm là khi tới nơi là cây còn nguyên hình nguyên vẹn. Nếu có trục trặc cái gì thì anh em cái việc nhắn Zalo thì là mình sẽ bù, hoặc là nói chung tóm lại mình đóng khung kỹ lắm nha. Cái tiền không đóng không mất mấy trăm. Rồi xin tổng trọng là đây quý vị.